Xin chào cả nhà. Số huyền Hải Phòng bên em đây lại tiếp tục thanh lý cho các bác dòng chảo Tefal Dunga nhé các bác nhé, dòng không tay. Đấy. Bây giờ em sẽ vào chi tiết từng bộ một để các bác theo dõi này. Bộ gồm 3 chiếc, hôm nay em vẫn thanh lý cho các bác là 600.000. 600.000 một bộ nhé các bác nhé, kèm tay luôn này các bác này. 3 chiếc các bác nhé. Rồi bây giờ em sẽ vào chi tiết từng bộ một để cho các bác theo dõi này. Đem lên cho các bác một bộ số 1 này. Bộ này nhé, một con chảo đường kính 29 cm này, Dunga nha các bác nhé, không đun tử, hàng Pháp này, made in France, Pháp chính hãng luôn nha các bác nhé. Con này đường kính 29 cm nha các bác nhé, nhìn lớp chống dính hãng còn đẹp luôn, không bong chóc, đáng kể, đấy, không chảy xước, các bác mua đâu rẻ hơn nữa. Tính ra là có 150 một cái chảo, 150 một cái chảo, 600.000 một bộ kèm tay, cộng với 3.000 để ship cho các bác nhé. Con này đường kính 29 này và con này đường kính 27 cm nha các bác nhé. Lớp chống dính nó cam kết với các bác là chống dính tốt luôn. Đấy, bác nào đã nhận được hàng đợt vừa rồi thì các bác biết đấy, cam kết với các bác là chống dính vẫn siêu tốt luôn nha các bác nhé. Đây, make in Pháp này, toàn bộ hàng Pháp chính hãng nha các bác nhé. Một con 27 này, một con này đường kính 29 này. Ở dòng chảo để dán nha, gọi là đáy bằng ấy, dòng chảo cạn ấy. Con này 27 này, con 27 này, một con 29 cm này. Đấy. Và con này đường kính là 25 hơn 25 cm đấy các bác nhé. Con này 25 cm nhé, con này quá mới luôn, gần như chưa dùng luôn này. Đây, đấy này, made in France này. Đấy. Thanh lý cho các bác 3 chiếc như thế này là bằng 600.000, cộng với lại cái tay này nhé các bác nhé. Cộng tay, chưa có ship, ship mất 30.000 nữa. Đấy. Tay chắc chắn luôn nhé các bác nhé. Tay này mới 100% là hàng chưa dùng. Một bộ 3 chiếc nha các bác nhé. Đây là bộ số 1 này, bao gồm một chảo 29 này, một chảo 27 và một chảo 25 nhé các bác nhé. 129, 127 và 125. Ba chảo này là ba chảo đều dán được. Bộ số 1. Một cái số 1. Cái 27 và số 1 này. Một cái 25 và số 1 này. Một bộ 3 chiếc kèm tay như vậy có giá là 600.000 nha các bác nhá, cộng thêm 30.000 tiền vận chuyển nữa này. Đấy. Kèm tay này các bác này. Kèm tay. Bộ này là bộ số 1 nha các bác nhá. Tiếp theo em lên cho các bác bộ số 2 này. Bộ này bao gồm một chảo 29 và hai chảo 27 nhé các bác nhé. Một chảo 29 và hai chảo 27 chảo cạn. Đây con này 29 cm này. Dán chảo 29 là đường kính gần như là to nhất của dòng này rồi, không có to hơn. Made in Pháp 29 cm nhé các bác nhé. Dán cam kết với các bác, dán tốt này. 29 này, một con 27 này. Đấy. 27 này. Tiếp một con 27 nữa này các bác này. Ok chưa các bác? Kèm tay 600.000 một bộ nhé các bác nhé. Kèm tay 600.000 một bộ, gồm một chiếc 29 và hai chiếc 27. 29 cm này, bộ số 2 này. 2 bộ, 2 chiếc 27 nhé các bác nhé. 2 chiếc 27 bộ số 2. Một bộ này là 600.000 nhé các bác nhé. 600 kèm tay này, ship thêm 30.000 nữa là thành 630.000 nhé các bác nhé. Đây là bộ số 2 này các bác này. Nên em lên được 5 bộ nhé. Nên hết 5 bộ này là hết hàng này. Tiếp theo lên cho các bác bộ số 2. Đây, một con chảo sâu lòng này các bác này. Bộ này là bộ số 3 nhé các bác nhé. Một con chảo đường kính 29 cm này. Đấy. Lớp chống dính còn đẹp luôn nhé các bác nhé. Pháp luôn này. Đấy. Một con chảo sâu lòng đường kính 27 cm này các bác này. Đấy. Lớp chống dính còn đẹp luôn nhé các bác nhé. 27 này. Đấy. Và một con chảo lông lòng đường kính 27 nữa này các bác này. 27 nhé các bác nhé. Đấy. Cái này nó có cái vết xước này nhưng các bác, đây là do kiểu vận chuyển con lọ đặt lên con kia thôi, chứ còn đâu nó không phải là đun nhiều mà nó dẫn đến tình trạng bong chóc. Bác dán thoải mái luôn nhé các bác nhé. Vậy là bộ này, bộ số 3 này bao gồm một chảo 29 này, một chảo lông lòng 29 này và một chảo sâu lòng 27. Một chảo sâu lòng 27 và một chảo lông lòng 27 nhé các bác nhé.
Bộ này là bộ số 3. Một con 29 của số 3 này. Và hai con 27 nhé. Hai con 27 bao gồm một con sâu lòng này. Một con sâu lòng số 3 và một con lông lòng số 3. Là con 27. Bộ số 3 nhé các bác nhé. Đấy. Bộ này em bán cho các bác là đều là đồng giá 600 nghìn kèm tay. Kèm tay nhé các bác nhé, 600 kèm tay. Bộ này số 3 nhé. Một chảo 29 và hai chảo 27. Tiếp theo em lên cho các bác bộ số 4. Bộ số 4 nhé các bác nhé. Số 4 này bao gồm này, một con đường kính 29 cm này các bác nhìn này, lớp chống dính còn đẹp nhá các bác nhá. Đấy. Một con 29 cm này, Tefan nhá các bác nhá. À, 29 này. Một con đường kính 27 sâu lòng này các bác này, sâu lòng 27 này. Và một con đường kính 27 này. 27 lông lòng này các bác này. Đấy, đẹp chưa? Đấy. Bộ 3 chiếc như này nhá. Bao gồm một con 29 lông lòng, một con 27 lông lòng và một con 27 sâu lòng. Bộ này là bộ thứ tư nha các bác nhá. Bộ số 4 này, 29 số 4 này. Và một con 27 số 4 nữa này. 600.000 kèm tay bao ship nha các bác nhá. À quên, 600.000 kèm tay cộng thêm 30.000 tiền ship này, tất cả đều tay giống hệt nhau như này nha các bác nhá. Hàng tay cũ về nó cháy hết. Cháy hết tay luôn. Chỉ còn dòng tay mới này, em đặt tay mới hàng nguyên một cái tay này là mất 150.000 rồi. Và tính ra thực tế cái chảo chỉ có 150 một chiếc thôi. Lỗ luôn nhá các bác. Bộ này là bộ số 4 này các bác này. 600.000. Tiếp em lên cho các bác bộ cuối cùng là bộ số 5 nhá. Bộ số 5 này bao gồm này. Một cái chảo lông lòng ở đường kính 27, con này đẹp lắm luôn này. 27 này các bác này. Tefan nhá, 27 này. Đấy, một con chảo lông lòng nữa là con này đường kính tầm 23 này. 23 nhá các bác nhá, đẹp luôn này các bác nhìn này, lớp chống dính đẹp luôn. Và một con chảo sâu lòng này, con này đường kính là này như đường kính 21 ạ. Đây con này đường kính này các bác này, đúng rồi, 21 luôn, sâu lòng còn mới chưa? Mới. Cực kỳ là mới luôn nhá. Con này 21 này các bác này. Con này 23 này. Và con này 27 nhá các bác nhá. Bộ 3 chiếc như này kèm tay. Em cũng chỉ bán cho các bác giá là 600.000 thôi ạ. 600 này. Một con 27 mã số 5 này. 27 này. Một con 23 và một con 21 nhá các bác nhá. 23 số 5 này. Đấy, và con kia là con 21 này. Kèm tay nhá các bác nhá. Em bán cho các bác giá 600.000 kèm tay. Đấy. Cộng thêm 30.000 tiền vận chuyển đi một đơn nhé các bác nhé. Rồi bác nào lấy thì alo em, số điện thoại 0934230664 các bác nhé. Hàng em cọc lên đơn các bác, cọc cho em 100.000 còn lại nhận hàng, được kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Bộ là toàn bộ là đun ga nhé các bác nhé. Em lên 5 bộ vừa rồi là toàn bộ đun ga, không đun được từ ạ. Rồi xin chào các bác ở các video sau ạ.